Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với trận đấu trong nội dung đôi nam nữ phối hợp giữa Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng đấu bảng giải cầu lông Robot đồng đội châu Á năm 2017. Chúng tôi sẽ nhắc lại tay vợt nam của Indonesia là Edi Subhartia, và hai tay vợt của Indonesia đang đứng hạng 61 trên bảng xếp hạng thế giới ở nội dung đôi nam nữ. Còn hai tay vợt Malaysia hạng 48. Như vậy trong cả 5 trận đấu thì có đến 4 trận các tay vợt Malaysia có thứ hạng cao hơn so với các tay vợt Indonesia. Chỉ có ở nội dung đôi nữ ở trận đấu vừa rồi thì các tay vợt của Indonesia có thứ hạng cao hơn. Một pha ghi điểm rất tốt của Edi, 3-2 cho Malaysia. Chúng tôi sẽ lại 3-2 cho Indonesia. Và Wijaya là người giao cầu. Đấu hứa hẹn rất hấp dẫn và quyết liệt, và ngay từ đầu chúng ta thấy điểm số liên tục giằng co. Ưu thế tạm thời đang thuộc về hai tay vợt Malaysia, Huat và Jimmy. Tay vợt Indonesia thì tay vợt nữ Gloria Emanuele Wijaya có thể hình khá tốt. Đó là sai lầm của Huat, Gosun Huat.
Tay vợt Malaysia đã có một pha đánh cầu không qua lưới. Điểm số được cân bằng 7-7. Trọng tài xác định lỗi giao cầu của Emanuele Guizeza. Pha chặn cầu hiệu quả của Emanuele Guizeza. Đổi cho cầu 8-8. Edi Subatia là người giao cầu. Quả giao cầu không chính xác. Đó là quả giao cầu ngắn. Chín đều. Trận cuối cùng trong khuôn khổ vòng đấu bảng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay, gồm có các trận đấu ở sân trung tâm và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao. Đó là trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Trên sân số 2 là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Ấn Độ. Và trên sân số 3, Nhật Bản sẽ gặp Thái Lan. Lúc này điểm số lại được cân bằng 10-10. Và 11-10, cách biệt chỉ là một điểm ở phút nghỉ kỹ thuật đầu tiên của set đấu thứ nhất. Chúng ta cùng theo dõi lại những pha cầu đáng chú ý nhất ở set đấu đầu tiên. Nội dung đôi nam nữ giữa Malaysia và Indonesia. Chúng tôi sẽ được phép nhắc lại, tham dự giải cầu lông robot đồng đội nam nữ châu Á năm 2017 có tổng cộng 13 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký thi đấu và được chia làm 4 bảng, trong đó có 3 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội. Bảng A gồm có Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Bảng B, Malaysia, Indonesia và Sri Lanka. Bảng C gồm có 4 đội Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Và bảng D, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore. Các đội trong bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội đầu bảng vào tứ kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Sau khi kết thúc vòng đấu bảng và xác định được 8 đội vào tứ kết thì ban tổ chức sẽ tiếp tục tiến hành bốc thăm theo quy định là 4 đội đầu bảng sẽ không gặp nhau và sẽ bốc thăm. 4 đội đầu bảng sẽ gặp đội đầu bảng của mỗi bảng sẽ gặp đội
hạng nhì bất kỳ của bốn bảng còn lại. Ở trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì Malaysia và Indonesia đều đã có chiến thắng với cách biệt 5-0 khi gặp đối thủ yếu nhất trong bảng là Sri Lanka. Và cho dù cả hai đã giành quyền vào tứ kết, nhưng chúng ta thấy các tay vợt của cả hai đội đều đang thi đấu rất là tập trung, rất là quyết liệt với mục tiêu là giành ngôi đầu bảng. Vị trí đầu bảng sẽ giúp cho họ có lợi thế và sẽ chỉ gặp đội hạng nhì ở một trong bốn bảng còn lại. Cho đến thời điểm này, sau 4 trận đấu thì Indonesia là đội đang tạm thời dẫn trước với cách biệt là 3-1 sau khi họ giành chiến thắng ở các nội dung đôi nam, đơn nữ và đôi nữ. Malaysia chỉ giành chiến thắng ở nội dung đơn nam. Như vậy với kết quả như thế này thì Indonesia sẽ là đội đứng đầu bảng B và sẽ có lợi thế trong việc bốc thăm chọn đối thủ ở vòng tứ kết. Đây cũng là một kết quả khá bất ngờ, bởi vì trước khi bước vào giải, Malaysia là đội được xếp vào nhóm hạt giống số 1, còn Indonesia chỉ là đội thuộc nhóm hạt giống số 2. Tương tự như vậy, trong tối nay ở bảng C, ngoài trận đấu giữa Việt Nam và Philippines chỉ mang ý nghĩa thủ tục xác định vị trí thứ 3, thì trận đấu còn lại giữa Nhật Bản và Thái Lan sẽ xác định ngôi đầu bảng ở bảng C. Do đó trận đấu giữa Nhật Bản và Thái Lan cũng sẽ rất là hấp dẫn. Sau lúc này là 16-14. Chúng tôi cũng xin giới thiệu lịch truyền hình trực tiếp của kênh HTV Thể Thao ở những trận đấu còn lại của giải đấu này. Vào lúc 13 giờ ngày mai, ngày 17 tháng 2 sẽ là trận tứ kết thứ nhất, và vào lúc 19 giờ sẽ là trận tứ kết thứ ba. Cũng trong khung giờ 13 giờ ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 sẽ là trận bán kết thứ nhất, và vào lúc 19 giờ sẽ là trận bán kết thứ hai. Vào lúc 13 giờ ngày Chủ nhật 19 tháng 2 sẽ là trận chung kết giữa hai đội giành chiến thắng ở vòng bán kết, và sau khi kết thúc sẽ là phần trao thưởng cho đội giành ngôi vô địch. Lịch truyền hình trực tiếp của kênh HTV Thể Thao trong 2 ngày cuối tuần còn có một trận đấu trong khuôn khổ giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL giữa Sài Gòn Heat và đội bóng Philippines Alap Bilipinas, và vào ngày Chủ nhật sẽ là trận đấu thuộc vòng 6 của V-League giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Kính mời quý vị đón xem.
pha cầu rất đẹp mắt và hấp dẫn để cuối cùng người hai tay vợt giành chiến thắng là Tsubakita và Emanuele, rút ngắn điểm số còn 16-17. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại cùng theo dõi với khán giả Việt Nam ở trận đấu này, còn có người hâm mộ ở hai quốc gia Indonesia và Malaysia. Các chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, theo các yêu cầu rất khắt khe của Liên đoàn Cầu lông Châu Á. Chín mười sáu cho hai tay vợt Malaysia. Điểm kết thúc trận đấu đầu tiên. Ngoài 21-16, chiến thắng đã thuộc về hai tay vợt Malaysia, đó là Sun Huat Gut, Sevon Jimilai. Chúng ta cùng theo dõi lại những pha thi đấu. Sai lầm của tay vợt Emanuele Wijaya bên phía Indonesia. Ra ngoài một đều.
là một pha phối hợp không hiểu ý nhau giữa Huat và Jimmy. Điểm rơi của cầu nằm giữa vị trí của hai tay vợt Malaysia và cả hai đều cho rằng đồng đội của mình sẽ là người thực hiện pha đánh trả, nhưng thực tế rằng cầu đã rơi xuống sân mà không có một cánh tay nào đưa ra để thực hiện động tác phòng thủ. Cầu rút lưới của Subakita. Pha bỏ nhỏ chéo sân rất kỹ thuật của Jimmy Lai. Đó là một pha giao cầu rất khó chịu của Huat và điểm số được cân bằng 4 đều. Lần này thì quả giao cầu của Huat đã bị Emmanuel Guizaza bắt bài. Cô đã chồm người lên phía trước và tấn công ngay khi cầu vừa vượt qua mép lưới. Cầu ra ngoài. Đổi cho cầu 5 đều.
Như vậy hai tay vợt Malaysia đã giành lại quyền giao cầu với điểm số 8-9. Tám là điểm số ở phút kỹ thuật set đấu thứ hai, ưu thế và cách biệt 3 điểm đang tạm thời thuộc về hai tay vợt Indonesia. Số là 12-9, cách biệt là 3 điểm vẫn đang được hai tay vợt Indonesia duy trì. Tài bắt lỗi giao cầu. Và tay vợt Emmanuel Lê của Indonesia đã có ý kiến. Thank you.
bỏ cầu quá đẳng cấp của tay vợt Xuân Hoắc bên phía Malaysia. Chúng ta theo dõi lại trận này. Một pha bật nhảy và chặn cầu bỏ nhỏ, cầu rơi ngay trước mặt của Emmanuelle Guiseza nhưng cô không thể nào cứu cầu. Điểm số là 13 đều. Một pha di chuyển và hoàn toàn làm chủ được cầu của Emmanuelle Guiseza. 14-13. Nghiêng về phía hai tay vợt Indonesia. Lúc này hai tay vợt Malaysia lại vượt lên dẫn điểm. Hai tay vợt của Malaysia thì tay vợt nữ Sivon Jimilai có khả năng phòng thủ khá tốt. Chúng ta thấy Eddie Subatia liên tiếp thực hiện những pha tấn công về phía Jimilai nhưng cô vẫn có những phản xạ và phòng thủ rất tốt. Lần này thì Jamilai đã phản xạ không kịp khi mà pha đánh cầu của Eddie Subatia đưa cầu thẳng vào người của cô. Như vậy hai tay vợt Malaysia đã tiến đến điểm kết thúc trận đấu.
như vậy người kết thúc trận đấu chính là Zembilai. Hai tay vợt Malaysia giành chiến thắng chung cuộc 2-0, điểm số từng ván đấu là 21-16 và 21-16. Sau 5 trận đấu thì Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Và như vậy Indonesia dẫn đầu bảng B. Chúng ta vừa được theo dõi 5 trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao giữa hai đội tuyển.